Ok, thì sau khi mà chúng ta đã có một cái kế hoạch rõ ràng như này, có mục tiêu này, là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần tiếp theo, là phần tìm tìm từ khóa. Thì để tìm từ khóa thì mình sẽ làm như này nhé. Đầu tiên là anh em lên trên cái trang AdWords này, tức là cái này là cái tài khoản quảng cáo của Google nhé. Cái này mà anh em nào không biết thì cũng không sao, không biết thì bỏ qua, nếu biết thì dùng. Anh em vào chỗ công cụ lập kế hoạch này, từ khóa, rồi mình vào chỗ nhận thông tin. Mình có thể tải một cái file mẫu trên này xuống, mẫu trên này xuống. Anh em nào mà không biết thì anh em làm cái file Excel hay cái gì đấy, anh em có thể lưu lại được thông tin là được nhé. Cái này thì tùy anh em thôi. Để sau đó thì bắt đầu mình lần từ khóa này, chẳng hạn như là mình sẽ tìm một cái từ khóa gọi là đồng hồ thông minh đi, đồng hồ thông minh nhé. Thì sẽ có ba loại như em, đầu tiên là từ khóa mở rộng và từ khóa chính xác. Thì cái từ khóa mở rộng nó sẽ giá nó sẽ cao hơn 20% so với từ khóa chính xác, anh em phải cân đối. Thì đối với những sản phẩm mà mình tăng cái lượt hiển thị này thì chúng ta nên sử dụng mấy cái từ khóa mở rộng. Từ khóa mở rộng là như nào, anh em vào Shopee nhé, chẳng hạn như là mình sẽ search từ là đồng hồ, thì đồng hồ là một từ khóa chúng ta có thể chạy từ khóa mở rộng được, tức là bất kỳ nó search cái gì nó cũng hiển thị cái này, bất kỳ người ta khách hàng họ search cứ có chữ đồng hồ là được, kể cả là đồng đồng hồ thông minh nó cũng hiển thị chưa, là ví dụ như nó cũng sẽ hiển thị, và cứ miễn có chữ đồng hồ, chẳng hạn như là mua đồng hồ thì nếu mà chúng ta có một loại đồng hồ mới chúng ta có một loại đồng hồ mới mà chúng ta muốn đưa ra thị trường thì chúng ta có thể chạy một cái từ khóa mở rộng là từ khóa đồng hồ, như là đồng hồ đúng không? Thì bất kỳ khi nó khách hàng search những cái gì liên quan đồng hồ là nó hiển thị, nó không cần biết là khách hàng search đồng hồ điện tử hay đồng hồ gì, cứ có chữ đồng hồ nó hiển thị. Cái loại này gọi là quảng cáo, đấy là cái loại này gọi là từ khóa liên quan, à từ khóa mở rộng, miễn là có cái từ đấy. Một loại nữa là từ khóa chính xác, tức là sao loại từ khóa chính xác thì nó sẽ phù hợp với những cái loại như là gia tăng lợi nhuận và thúc đẩy doanh số hơn. Còn những cái từ khóa mở rộng thì phù hợp với lại khi chúng ta đưa một sản phẩm mới ra. Thì mỗi khi chúng ta tìm đến một từ khóa nào thì chúng ta lại viết vào ô này. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có một cái ô là đồng mua đồng hồ đi. Thì viết đây. Đấy. Vậy thì làm tiếp theo là mình sẽ giới thiệu anh em một số kênh mà chúng ta có thể tìm được nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ là tìm trực tiếp Shopee luôn. Anh ta thấy là khi chúng ta gõ chữ mua đồng hồ hoặc là chúng ta gõ chữ đồng hồ luôn, nó sẽ hiển thị là đồng hồ thông minh này, nữ là đeo tay, đồng hồ nam, treo tường, Casio các thứ. Thì đây là những từ khóa mà người dùng họ thường xuyên tìm kiếm. Chúng ta phải lấy những cái từ khóa này và chúng ta bỏ vào trong này, danh sách này, để lát nữa chúng ta dùng mấy cái từ này chúng ta chọn cám chưa. Đây là cách đầu tiên chúng ta tìm trực tiếp trên Shopee. Cách thứ hai là chúng ta sẽ tìm ở, và từ Shopee chúng ta sẽ lan ra các cái sàn khác, như chúng ta có thể tìm trên Sendor, Lazada, Tiki đúng không ạ? Sendor thì có một điều đặc biệt hơn một chút, đó là khi mà anh em gõ chữ đồng hồ. Ngày xưa thì Shopee cũng vậy đấy, nó sẽ hiển thị đồng hồ nữ này, rồi là đồng hồ xích đồng này, đồng hồ nam, đồng hồ cao cấp này, anh em hãy nhìn những chữ ra không, đây là những cái chữ mà nó gợi ý đồng hồ đôi này, nó có thể dùng những cái từ khóa này đấy. Rồi là đồng hồ đôi Kenvin chưa đấy, thì tiếp tục nó sẽ ra rất là nhiều thông tin. Mình có thể là mình copy những cái thông tin này để mình bỏ đây, đây những từ khóa đấy. Tiếp theo mình lại ngoài tiếp theo anh em tự tự suy luận đấy nhá, mình sẽ suy luận ra các cái sàn khác nhá. Ok, tiếp theo là đến lượt là chúng ta sẽ tìm từ khóa các cái kênh tìm kiếm, chẳng hạn như là Google. Bởi vì sao, khi mà khách hàng họ lên Shopee họ tìm kiếm như thế nào thì ở trên Google họ cũng tìm kiếm như vậy, họ tìm kiếm trên Google như thế nào thì qua Shopee họ cũng sẽ tìm kiếm như vậy. Ví dụ như họ tìm từ đồng hồ đi chưa, chúng ta sẽ kéo xuống dưới, chúng ta sẽ thấy là những các cái tìm kiếm liên quan khác chúng ta sẽ tìm kiếm, chúng ta sẽ cũng sẽ lấy những cái từ khóa này, chẳng hạn như là đồng hồ nữ, đồng hồ Casio, đồng hồ nam chính hãng, chúng ta copy những cái này chúng ta bỏ vào đúng không. Ở đây là cái bộ từ khóa chúng ta giật tía chúng ta chạy quảng cáo. Vậy thì đến sau khi chúng ta có được rất là nhiều những cái từ khóa như thế này rồi chưa, chúng ta bỏ chúng ta sẽ quảng cáo và chúng ta sẽ lựa chọn xem là nên, ví dụ như đồng hồ của mình là đồng hồ Thụy Sĩ thì chúng ta có thể chạy được
đồng hồ Nam Thụy Sĩ chẳng hạn, chúng ta chạy loại đồng hồ đấy thì chúng ta có thể dùng những cái từ khóa như thế này, làm những cái từ khóa gọi là từ khóa chính xác vào đây. Đây những cái từ khóa chính xác của chúng ta sẽ chạy mãi mãi lâu dài. Có những cái từ khóa ví dụ như là đồng hồ free ship hoặc là đồng hồ ngày 12 tháng 12 đúng không? Chẳng hạn thế, 12 tháng 12 thì những cái từ khóa này là những cái từ khóa mà chúng ta sẽ chạy event. Ví dụ vậy. Ta nghiên cứu như vậy. Và tiếp theo thì mình khuyên anh em một điều đó, khi mà chúng ta chạy quảng cáo ấy, chẳng hạn như trên Shopee thì mình sẽ vào Shopee. Mình sẽ vào quảng cáo trên Shopee. Mình sẽ vào quảng cáo trên Shopee nhá, cho anh em xem. Ví dụ cho nó dễ hiểu quảng cáo của tôi đi. Thì anh em nhớ cho mình, khi mà anh em chạy quảng cáo như hôm nọ mình chia sẻ là, nghĩa là mình chạy một tuần trở lên này. Đó, chúng ta sẽ biết được là quảng cáo hiệu quả hay không, hoặc là càng dài tốt. Tức là cái trò chơi đây là cái mẫu càng lớn thì chúng ta sẽ có những số đo càng chính xác. Thì khi mà anh em thêm một sản phẩm mới á, thế này, anh em thêm một sản phẩm mới vào á, thì chúng ta sẽ có một số cái như là chúng ta thiết lập đơn khách hay không này, rồi là gì gì đấy, chúng ta thiết lập thì chúng ta sẽ điền thiết lập đây, cái thì mình sẽ demo thôi. Thì anh em có ấn chữ thêm từ khóa thì nó sẽ hiển thị rất là nhiều những cái từ khóa như thế này. Đấy, thì mình khuyên anh em là không nên lựa chọn mấy cái từ khóa này, hoặc là nếu anh em lựa chọn mấy từ khóa này thì anh em hãy giảm cho mình cái giá thầu xuống nhá. Chẳng hạn như là mình sẽ thay đổi điều chỉnh giá thầu đồng loạt đấy, mình sẽ giảm xuống theo phần trăm, mình sẽ giảm là tầm 70% điều chỉnh giảm tăng giảm giá thầu đây, nó sẽ giảm giá thầu giảm 80% chẳng hạn. Đó. Xem nào. Những cái này, những cái từ khóa này quá là đắt rồi. Chúng ta nhìn một số cái như là tỷ lệ tìm kiếm này, rồi là những cái từ khóa đấu thầu để chúng ta, anh em đợi một chút nha, mình sẽ điều chỉnh. Tức là cái trò chơi đây, tức là chúng ta sẽ cho những cái từ khóa này xuống thấp nhất, chẳng hạn như từ cáp Android cho xuống thấp nhất chẳng hạn, chúng ta cho khoảng độ tầm 500 đồng thôi. Thế sau đó dần dần chúng ta sẽ tăng lên dần. Nhưng mà đối với lại kinh nghiệm của mình thì mình sẽ không sử dụng mấy cái từ khóa mà Shopee này nó hiển thị luôn cho mình. Hoặc là nếu có sử dụng thì chúng ta sẽ để giá thầu rất là thấp, sau đó chúng ta sẽ tăng lên dần xem là tốc độ hiển thị và cái tỷ lệ chuyển đổi của nó như thế nào. Chúng ta mới lựa chọn. Còn nếu không là mình sẽ lựa chọn những từ khóa ở ngoài. Chưa? Đấy là cái đầu điều mà anh em cần chú ý. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng một số cái, ví dụ như mình sử dụng những cái mẫu ở đây. Mình chọn một cái mẫu ở đây đã. Keyword template. Mình biết được là cái từ khóa này là một tháng có bao nhiêu người tìm kiếm. Thì thường ở trên Google nó sẽ giống như là, nó sẽ không được như là trên Shopee sẽ không được như ở trên Google, nhưng nó sẽ tương đương ở một khoảng nào đấy. Cái chắc là ít thông tin quá nên nó không hiển thị được. Mình sẽ vào một cái nữa là công cụ lập kế hoạch này. Mình sẽ cho tên miền đây là shopee.vn. Shopee.vn. Một trang web. Gọi chụp hình. Chúng ta sẽ xem những cái từ khóa nào. Đây là số lượt tìm kiếm trung bình nha, rất là nhiều này. Chúng ta thấy những cái từ khóa nào mà có nhiều lượt tìm kiếm thì chúng ta sẽ lấy thôi. Ví dụ mình sẽ lọc ở đây ra, mình sẽ lọc ở đây nhá, thêm một cái bộ lọc là mình đang đồng hồ đúng không. Mình sẽ tìm những cái nào mà có cái từ khóa đấy, số lần văn bản và từ khóa chúng ta sẽ chứa từ đồng hồ. Không có cái nào có trừ đồng hồ à. Lại nhá. Để xem nào, sử dụng toàn bộ trang web xem nào. Đây. Thì nó sẽ ra các loại đồng hồ à. Những cái từ khóa như là đồng hồ điện tử, đồng hồ giá nam, đồng hồ giá tiền đồng hồ nam này. Đấy, rất là nhiều từ khóa này. Vậy thì anh em nhớ là khi mình chạy từ khóa thì mình sẽ có hai loại, một là từ khóa không có dấu và từ khóa có dấu nhá, anh em nhớ nhá.
Và anh em cũng phải để ý xem là một số những cái từ khóa, ví dụ như là miền Bắc chúng ta gọi là mũ nhưng miền Nam gọi là nón, thì chúng ta cũng phải sửa những từ khóa sao cho nó phù hợp với vùng miền. Thì tiếp theo đó là chúng ta sẽ lại tiếp tục là viết vào đây để đến khi mà mình chạy quảng cáo. Đây, ví dụ như là mình thêm một sản phẩm mới đi, mình chạy quảng cáo đấy, thì mình bắt đầu mình thêm từ khóa, mình thêm từ khóa, bắt đầu mình nghiên cứu vào đây, mình sẽ xóa. Chẳng hạn như nếu là mình thì mình sẽ xóa toàn bộ này đi nếu mà anh em rành rồi, còn anh em mà chưa rành là người mới thì hãy cứ để những từ khóa như thế này, nhưng mình sẽ thay đổi cái giá xuống, giảm đi theo phần trăm cho dễ, mình sẽ giảm xuống còn 8% chẳng hạn vậy, như này đấy. Cái từ khóa nào không được thì thôi, không được thì thôi bỏ mẹ đi, xóa đi đấy, chẳng hạn vậy. Cho nên mình sẽ add vào. Nên đối với bản thân mà bạn nào mà chưa rành đó, thì sau đó chúng ta mới xem những từ khóa nào mà là có tỷ lệ chuyển đổi tốt và có lượt tìm kiếm tốt thì chúng ta giữ lại, còn không nó xóa. Cứ mỗi hàng ngày ra và chúng ta xóa. Còn anh em mà rành rồi thì anh em nên xóa tất cả đi. Và mình sẽ thêm những cái từ khóa bằng tay. Ví dụ cái này hot kệ nó. Ví dụ mình là mua đồng hồ này, mua đồng hồ thông minh này, rồi mình tìm để xem là giá bao nhiêu, cứ thêm này thôi, chịu khó thêm bằng tay vì hiện tại chưa có tool để mà thay thêm cái điều này đó. Tất cả những cái này thì mình sẽ cho bắt đầu rất là thấp, mình cho 500 đi, nói vợ sau đó chúng ta xác nhận và thêm từ khóa như vậy. Cái từ khóa này có rất là nhiều lượt tìm kiếm này, nhờ mọi giá thầu tham khảo như thế này, nhưng mà kệ, mình cứ chạy. Để từ khóa mở rộng nhé, từ khóa mở rộng tức là miễn một miễn khi mà search bất kỳ điều gì mà có cái này là thì nó sẽ hiển thị, chúng ta sẽ chuyển qua từ khóa chính xác. Đấy, từ khóa chính xác tức là phải search chính xác từ khóa này thì mới hiển thị, không thì thôi. Chợ là cái cách chúng ta lựa chọn được cái từ khóa chúng ta nhét đây cho phù hợp. Chợ thì chúng ta giải quyết được hai cái bài toán, một là bài toán về cái mục tiêu khi mà chúng ta chạy, chúng ta chia làm 3 loại, và cái thứ hai là lựa chọn từ khóa rồi. Thì ở video tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu đến cái lựa chọn làm sao mình có thể lựa được cái vị trí này tốt nhất. Điều nó có nằm hai yếu tố, một là giá thầu, hai là cái điểm liên quan đến từ khóa. Thì video sau mình sẽ giải quyết vấn đề này nhé. Thế thì chung quy lại thì để mà chạy quảng cáo thì anh em sẽ có hai loại, một là từ khóa mở rộng và từ khóa chính xác. Ngoài ra anh em nên để ý cho mình một số từ khóa địa phương, hoặc là từ lóng, từ viết chữ sai, ví dụ như là chữ quần jean hoặc là quần rin, cũng vậy. Chạ, một số cái công cụ mà chúng ta phải tìm kiếm được từ khóa để chúng ta chạy. Thứ nhất là chúng ta sử dụng trực tiếp cái hệ thống quảng cáo của Shopee đối với lại anh em mới. Anh em nào rành rồi thì chúng ta sử dụng hệ thống tìm kiếm của Shopee, Sendor, Lazada và kết hợp cùng với hệ thống tìm kiếm như là Google. À, mình sẽ chia sẻ anh em thêm một cái nữa, đó là cái keyword. K.io. OI hay IO đây. Search sẽ ra. Đây, cây Google Tool đây. Anh em lựa chọn, chẳng hạn như mình sẽ lựa chọn là tiếng Việt Nam và chúng ta tìm kiếm ở Google, thì chúng ta sẽ tìm ví dụ như là đồng hồ Nam. Đồng hồ thôi, nó sẽ hiển thị. Thì nó sẽ ra một, nó cũng sẽ ra rất là khá nhiều từ khóa cho anh em nghiên cứu, như là đồng hồ nữ, đồng hồ thông minh, đồng hồ Casio, đồng hồ DW, đồng hồ treo tường, Xiaomi điện tử, Hải Triều. Nó những từ khóa, rất là nhiều từ khóa để chúng ta có thể lấy những từ khóa này và chúng ta chạy thử. Và cái nào hiệu quả nó giữ lại. Cái trò chơi khi chúng ta chạy quảng cáo tức là chúng ta test thôi, cái nào hiệu quả nó giữ lại nhá. Và anh em để ý một số này, ví dụ như Instagram là một cái kênh mà khá là nhiều người hay tìm kiếm. Instagram thì nó có một số cái hashtag như này, thì anh em cũng có thể nghiên cứu như là đồng hồ này, đồng hồ có dấu và đồng hồ không dấu, đồng hồ nữ Casio này, rồi Apple Watch này, những cái từ khóa rất là nhiều người tìm kiếm. Vì cái hành vi quan trọng là cái hành vi của khách hàng đó. Khi họ tìm kiếm ở trên Instagram nó cũng sẽ giống hơn, giống ở trên Shopee hơn là ở Google. Đấy thì chúng ta tư duy thôi, tư duy sau đó anh em lưu hết cái bộ từ khóa đây. Và anh em đừng có bỏ cái file nhé, cái file này chúng ta sẽ còn dùng để chúng ta chạy quảng cáo ở những cái kênh khác, ví dụ như là AdWords này kia được nhé, đừng bỏ. Ở những video sau chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu những cái điều đấy. Bởi vì là anh em để ý nhé, chúng ta sẽ có là file này đâu rồi ta, chúng ta sẽ có hai phần liên quan đến quảng cáo. Một là chúng ta sẽ quảng cáo từ nội bộ Shopee, đây này, quảng cáo từ nội bộ Shopee. Và bữa sau hết cái hệ thống quảng cáo nội bộ Shopee rồi thì chúng ta sẽ đến quảng cáo ngoài Shopee,
quảng cáo nội bộ Shopee thì chúng ta đang tiến đến cái đấu từ khóa, sau đó sẽ là quảng cáo liên quan và quảng cáo shop. Hết cái đó thì chúng ta sẽ đến quảng cáo ngoài Shopee thì gồm có Facebook, YouTube và có thể là mình sẽ cho bonus thêm một số cái như là quảng cáo TikTok nữa nhá. Ok, bye bye anh em, và anh em thấy hay thì anh em hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình. Đây là cái fanpage của mình, anh em có thể hỏi đáp trực tiếp ở trên này nhá. Một số cái khóa học anh em có thể nghiên cứu, anh em vào trong web kinh doanh 7ngày.com có khá nhiều khóa học của mình ở đây, các anh có thể nghiên cứu. Và cái video này hiện tại đang nằm trong khuôn khổ của cái quảng cáo Shopee nâng cao nhá. Thì cái này đang là 1,5 triệu và mình sẽ cho các bạn xem nào dễ nhất thì các bạn có thể đợi đến cuối tháng này là có thể vào học được nhé. Bây giờ thì mình cũng đang thì sản xuất, đang thì tổng hợp lại video rồi làm video hướng dẫn cho anh em nhé. Ok, bye bye anh em ha.